nó quắn lại như bánh tráng nướng vậy. Nó xanh mà nó là đen, nó là quắn. Đó, bữa nay nhìn vàng đọt. Mướt rượt. Cái bữa dưa trái ở trên thì nó không có dưa trời, nhưng mà trái nó ló ra ngoài hết. Nó ló xuống dưới đây hết nè. Khi mình phun thuốc lại, thuốc nó đụng vô trái hết. Cháu đang đi tàu, thế ra là cháu. Còn đây ló nhiều. Cái của chú hai á là phía dưới này rất thoáng. Đúng rồi. Ở trên nó bo hết, nhưng mà dưới rất thoáng. Mình trái thì nó là thảm xuống hết. Cho nên khi mình bơm là thuốc nó vô trong trái hết. Trái nó không bị dính vô cái cành lá. Đúng rồi. Nó không bị che bởi cành lá. Của bên chú hai là vậy. Đó thì cô lòng mấy ngày nay không có đi dạy nhà mới chạy ra coi mới thấy. Bữa trước là các mình mới đi thấy cả đông rải mà thấy cái chỗ nào trái đẹp, chỗ nào trái xấu. Bữa cô nói vậy. Lứa sau năm sau mà được trái nữa là bây giờ là phải sửa cho thiệt là thoáng thì năm sau nó mới đẹp, và lứa sau nó mới đẹp được. Kêu công làm mà không có công mà cái cây bưởi con 6 năm mà nó bự thiệt chứ. Bự thiệt luôn. 6 năm á hả? 6 năm to gì gốc to hả? Ồ, 6 năm đó. Chăm dữ. Biết sao không? Phân ghê lắm. Phân. Anh bỏ phân quá nhiều mà anh không có điều chỉnh được cây, cho nên là cái trái nó bị xù nhiều quá. Nó dư dinh dưỡng. Đúng rồi. Đấy. Mà nói chung mình đâu có nghe đâu, cô cỏ không biết. Bây giờ lấy cái liều lượng của cây tiêu bón cho cây. Cây bưởi. Bữa hôm có rồi. Cái cây ăn trái nó khác với tiêu với cài chứ. Ồ, thân ghê lắm. Mới một phần nữa đó. Cô không cho bỏ. Từ từ, sửa sao hay đâu bỏ. Bên chuồng, con đồ nhìn kiếp luôn. Làm ghê, to ghê. 6 năm mà chẳng qua là cái vàng lá ngày trước nó xấu thôi, bây giờ là thấy vàng lá dụng. Khó tin cây này 6 năm quá ta. Cái ngày trước á, tháng mùa mưa tới thì mới được 6 năm đó. Là nó quắn nghe nè. Cái ngày trước á. Gốc này chắc cũng phải giữ được cái vàng lá. Không giữ được cái vàng cơi đọt là nó cứ quắn như cái bánh tráng mình nướng vậy đó. Đó, nó vậy nè. Đó, sau khi mình lắp xong cái hệ thống này thấy không? Cái vàng đọt của mình thấy không? Đó là hiệu quả của cái hệ thống phun thuốc, còn giữ được cái vàng đọt bên trên. Tại hồi đó phun tay thì đâu có phun lên được trên đọt. Vâng, không phun được lên. Được cành phát sáng to. Đời sáu nào không tin nổi. Cái này cũng phải 5 gang, 6 gang nữa ha. Nếu mà mình bao quanh á. Cái phần của nó là khoảng tầm khoảng. Cây này chắc trồng sau này. Cây nhỏ nhỏ này nè. Không có những cây nó không lên được. Cái trạm là nằm dưới hả? Trạm nằm dưới thấp để thu hồi thuốc. Là cái vườn 565 á, là cái cây sắt anh làm 4 mét thôi. Dạ vâng. Ở vườn này anh phải làm cây 6 mét nguyên cây 6 mét luôn. Cho nên cái ngọn. Cái này này, bữa sau mình làm cái T lên đi. T20 hả? T16 hả? À. Làm rồi mà mấy ảnh kêu công nhiều lắm. Công gì đâu. Rồi cây nào cũng cắt hết. Làm cái T lên xong bắt đầu là được cắt từ trên nó đi ra chứ không phải đi từ dưới gốc này anh nhỉ? Ừ. Dũng nó giờ nó làm vậy không? Thằng Sáng cũng vậy. Hạnh ơi, Hạnh xem cái vườn nào thanh long đẹp mà có trái thì đưa lên cao cao tí cho nó đỡ loằn quằn ở dưới này long ơi. Nhiều quá. Em liên hệ giúp anh đi, anh đang bận, anh không điện thoại được, em điện thoại trong cái vườn nào đẹp để lại truyền hình đang về, mong đây là truyền hình giúp anh. Nhiều bé nha. Mấy bé kìa. Vườn đẹp đi từ vườn này. Có tè không? Không tè này. Biết ông Tuấn là xem vườn đẹp không? Sáu bé. Sáu bé. Vườn nào thì có trái đó. Cây 6, cây okay. Chứ bên nhà mình còn nói đá bạch. Máy chia làm 4K. 200 máy chia làm 4K. Cái này lâu lâu mình phải tỉa xịt tay nữa chứ còn xịt. Tỉa bông thôi. Ừ. Xịt này tỉa bông, tỉa trái lúc nó còn nhỏ. Cái đường ống cho xịt thì chút là mình đi ống này đi ạ. Ống BC đó. Ống đấy là ống 49. 49 nếu mà đi lên trên kia thì 49 một đoạn xong là giảm 42. Này, những cái vườn này. Cái van nào mà gần thì anh đi 42. Vâng.
đây là chạy lên 3 ống nè. Ống 42 là cho cái van gần ngay chạm này. 49 thì cho lên hai van trên kia. Cái một đường 49 này là mình tưới cho khoảng tầm độ 60 mấy cây đấy ạ. Full. Full chứ không phải tưới. Full. À, bữa nay ống cắt nó mới ra bông nè. Cái này phải kéo dòi tỉa lại chứ. Không thôi bỏ chỉ sơi sạch. Trời bông quá trời luôn. Bông quá trời luôn. Đúng là cái này mà không dùng dàn tưới xi tưới này thì tưới tay thì thôi chứ. Thì phê thôi chứ có gì đâu. Cái quỷ này bông ghê thiệt. Rồi nó quá rồi. Bốn k. Này cái vườn này có làm hồi thuốc về. Tại dốc. Hồi 3 van, hồi 3 van phun cho 1 van. Bên này là không hồi. Vậy là van đó được. Cứ phụt xong 1 van ấy, là mình lại cho hồi lại về đây, mình lại phụt tiếp. Như vậy là thì ưu tiên mình sẽ phun cái van sai kia trước. Vâng. Phun 3 van một lượt xong rồi hồi 3 van về. Hồi 3 van này về cho thằng này. Đóng cửa mất tiêu rồi. Một bồn mở nước là mình gom vào cái bồn bên kia đâu rồi. Bên đây chú xịt một bồn chứ không xịt hai bồn. Một bồn thôi nè. Ít thuốc lại nè. Vậy là tiết kiệm hơn rồi đó. Rồi xịt thôi. Đứng xịt ra ghê trước càng chú xịt là nó. Chú đang xịt cái bàn này đó. Em xịt bàn này. Có bật cái lên liền ta. Nó mà hơi có gió chút á. Bữa nào hơi có gió thì thiệt quả nhất. Dạ. May được chậm hơn. Mày nó phát tán rộng. Ồ, mịt mù luôn. Cái này đang có thuốc không chú? Không có thuốc nhá, nước xong rồi. Nhưng mà trong đường ống còn chút đựng thuốc á. Còn hơi mùi ha. Wow. Nhớ bao nhiêu công? Bao nhiêu công cũng phải tiếp xúc thuốc. Hả? Bao nhiêu công phải tiếp xúc thuốc, chiếu phân, chiếu tài, chiếu vô trong, chiếu ngồi không, chiếu đâu, chiếu ra đây. Thuốc mà mình không tiếp xúc nữa, nó đỡ rồi. Rồi. Đỡ thấy không, mùi mới thích. Mùi gì thích luôn. Ừ. Thích cả người mình. Rồi thôi có gió là nó mùi mình đỡ lắm. Rồi. Rồi vậy là tắt được rồi gì? Chạy thôi, khoảng tầm 2 phút thôi. 2 phút là hơi đẫm rồi chứ. Trên đây chắc cũng 2 phút rưỡi. Tới 2 phút. Hai thằng dưới là mỗi thằng 1 phút rưỡi. Dạ. Vẫn đạt. Nãy giờ đây mới có chưa được 1 phút đó. Chưa được 1 phút. Đây máy hiện 2 phút là nãy giờ quay mới được có phút, chưa được 1 phút. Đấy là mình phải dời ra chỗ đóng đúng không? Giờ mình liều mình quay vô, mình đi vô trong cái lát nữa ra là coi thì có ướt đồ không ha. Ướt thì ướt đâu. Ướt đây. Ướt đầu ấy, ướt đầu á. Nước bây giờ nước không. Nhưng cái nó biết giờ sát vào lá ấy. Giọt. Cái này nó ướt. Vậy là một cái bồn mà nó phun khoảng tầm 8 phút. Cầu bồn không?
mình hầu về đây. Còn có bác dưới là chú không cho hầu luôn. Số điện thoại anh không thôi, người ta gọi anh không gọi em đó. Vâng, gọi cho anh.